Thưa quý vị, như đã thông tin, sau 22,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào hôm qua. Tại phiên bế mạc, với tỷ lệ 95,95% tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn. Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn. Tuy nhiên, việc triển khai một số nội dung còn chậm, một số chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến hoặc còn khó khăn, vướng mắc. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 21 lĩnh vực gồm kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Các nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo nghị quyết. Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một số nội dung trong dự thảo nghị quyết gồm 1. Việc đẩy nhanh thực hiện hóa đơn điện tử trong việc thu thuế, phí, lệ phí. 2. Đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị định số 67 ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 3. Về thời hạn giải quyết dứt điểm việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng. 4. Việc kết nối các dữ liệu cơ sở quốc gia, cơ sở dữ liệu các bộ ngành địa phương. 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 6. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ để cập nhật thường xuyên các công ty nợ chậm đóng bảo hiểm. Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.